tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân và hành trình bay đến Mỹ hơn 26 tiếng mang trái tim yêu thương đến Miss Universe. Khánh Vân phải bay 3 chuyến kéo dài hơn 26 tiếng đồng hồ và mặc trang phục bảo hộ giúp đảm bảo an toàn khi đến Mỹ thi Miss Universe 2020. Tối 2 tháng 5, Khánh Vân lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe 2020. So với nhiều thí sinh khác, cô khởi hành khá muộn. Điều này phần nào gây khó khăn cho Khánh Vân vì cần phải nhanh chóng thay đổi giờ sinh học theo giờ Mỹ trước khi nhập cuộc chính thức vào ngày 6 tháng 5. Theo một thành viên ban tổ chức, việc khởi hành sát ngày thi chính thức là do ảnh hưởng của Covid-19 khiến các chuyến bay quốc tế rất hạn chế. Chưa kể, địa điểm đăng cai Miss Universe năm nay nằm ở bang Florida, buộc Khánh Vân phải bay tận 3 chặng, quá cảnh ở Tokyo và Pantesat. Do đó, hành trình bay sang Mỹ giữa dịch Covid-19 của người đẹp càng thêm chông gai. Dù vậy, Khánh Vân vẫn luôn giữ tinh thần nhiệt huyết và giàu năng lượng. Tối 2 tháng 5, sau khi hoàn tất trang điểm, ăn một đĩa bột chiên yêu thích, cô có mặt ở sân bay sớm hơn tận 5 tiếng để giao lưu fan, báo chí. Suốt khoảng thời gian đó, cô vui cười, thân thiện chào hỏi mọi người. Ngay cả chào tạm biệt, Khánh Vân vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau đó cô tiến vào bên trong, ký gửi hành lý cùng ekip và nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Trên chuyến bay, Khánh Vân tuân thủ mặc đồ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn. Suốt hành trình sang Nhật, cô chủ yếu đọc sách, nghe nhạc giúp tinh thần thư giãn. Người đẹp quyết định tẩy trang nhẹ nhàng và sẽ tự trang điểm khi đến nơi. Cô còn chịu khó thay trang phục, chụp ảnh và quay video cách quốc để cập nhật với khán giả tại hai nơi quá cảnh. Nhờ vậy, hình ảnh của mỹ nhân 25 tuổi phủ sóng từ trong nước đến quốc tế dù vẫn ngồi trên máy bay đến Mỹ. Trong lúc Khánh Vân check-in, bố mẹ và anh chị cô vẫn ở ngoài ngồi đợi thông tin. Đến khi con gái cưng gọi điện video ra ngoài, ông bà mới thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc suôn sẻ. Bố mẹ dặn Khánh Vân nhớ tranh thủ ăn lấy sức, cố gắng thức trong chuyến bay đầu tiên đến Nhật để làm quen múi giờ. Nhìn con gái trưởng thành mạnh mẽ, tôi rất hạnh phúc. Tôi mong con qua Mỹ thi thật tốt, lan tỏa được ý nghĩa dự án thiện nguyện đến ban tổ chức và khán giả quốc tế. Ông Giang, bố hoa hậu cho hay, đến đúng 22 giờ 45 khi chuyến bay của Khánh Vân cất cánh, gia đình mới an tâm ra về. Không chỉ người thân, đông đảo bạn bè và khán giả cũng lo lắng cho Khánh Vân trên hành trình sang Mỹ. Á hậu Mô Thủy tranh thủ ghé mua nhiều loại thuốc, loại kẹo khác nhau cho đàn em sử dụng những ngày đầu ở Mỹ tránh lệch múi giờ. Á hậu Hoàng Thy cũng từng sang Mỹ thi Miss Universe 2019 nên có nhiều kinh nghiệm. Cô soạn một bản hướng dẫn chi tiết các mẹo giúp cho Khánh Vân giữ sức khỏe, làm quen nhịp sống mới ở nước bạn. Hay Hoa hậu Ngọc Diễm, tuy không còn ra được sân bay, cũng gửi một món quà động viên đại diện Việt Nam trước giờ khởi hành. Còn Hương Ly, top 5 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019, tận tình mua tặng một bịch bánh tráng để bản thân của mình có thể ăn vặt trên 3 chuyến bay dài. Đi thi giữa mùa dịch, Khánh Vân nhận được nhiều tình cảm yêu thương, giúp đỡ từ mọi người. Anh Trần Việt Bảo Hoàng, phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, cùng bay sang Mỹ đồng hành Khánh Vân. Đây là điểm khác biệt so với mọi năm khi các đại diện Việt Nam thường chinh chiến một mình. Tuy nhiên, với tình hình Covid-19 còn phức tạp, việc có một thành viên theo sang Mỹ có thể sát cánh, lo lắng cho Khánh Vân là cần thiết trong mọi trường hợp cấp bách. Ngoài ra, tại Florida, linh mục Maritino Nguyễn Bá Thông, người sáng lập ngôi nhà One Body Village mà Khánh Vân làm đại sứ, sẽ đón và hỗ trợ đưa hoa hậu về khách sạn lưu trú. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.